Chị có ý tưởng mà kiếm tiền để ăn nhanh già không? Ta có ý tưởng ta đã chả ngồi đây ăn kem với mình. Kem. Tự nhiên chị nhắc đến cái kem, em lại có ý tưởng làm giàu. Vậy luôn, mới lại làm gì? Bán kem. Nó đó, nhưng mà bán kem trầu. À, không có kem trầu, à là không có kem hiền, bây giờ anh là hai tiền. Ủa, tắt dữ á. Kem trầu, à kem hiền mà anh. Dạ. Nhớ nói chị dùng thấy ủng hộ anh nghe. Dạ. Xin đây dạ. Này nhá, rõ ràng chính mắt ta thấy mi trộn tầm bậy tầm bạ, trộn ba lăng nhăng vào trong cái hũ đấy. Thế mà mi bán người ta 2 triệu bạc. Mi lời bao nhiêu nữa? Là có 1.9 triệu chứ mày. Tắm đây, ai tắm nào? Tắm cùng bạn, bạn cùng tắm.